Cùng với tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng, thì đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, có tỷ lệ tiêm mũi 1 và mũi 2 đều đạt 100%. Hiện toàn tỉnh tiếp tục triển khai tiêm mũi 3 cho đối tượng này, được địa phương, nhà trường vận động, đảm bảo trẻ trong độ tuổi đến tiêm đầy đủ. Qua đây thì góp phần rất quan trọng trong phòng dịch COVID-19 khi các em đến trường và sinh hoạt tại gia đình cộng đồng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình Sóc Trăng về công tác này. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Sóc Trăng là điểm tiêm mũi 3 phòng COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi trong những ngày qua. Sau khi được thông báo, hầu hết các em tự đến hay được gia đình đưa đến tiêm đầy đủ. Các em hiểu được tầm quan trọng của mũi này trong phòng bệnh COVID-19 cho bản thân. Là thông báo qua nhóm, nhóm Zalo lớp học của em là hôm nay ngày mấy, giờ mấy đi tiêm vaccine. Em sẽ tự nguyện đi đến để đi tiêm. Khi tiêm vaccine xong em thấy cảm thấy an toàn hơn và có thể bảo vệ mình khỏi COVID, không sợ lây lan nữa. Em tiêm mũi 3 này có cảm giác an toàn hơn tại vì dịch bệnh nó lan truyền nhanh. Khi đi tiêm về thì sức khỏe của em vẫn bình thường, em không cảm thấy gì hết. Để tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng này đạt tỷ lệ cao, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hỗ trợ cán bộ y tế thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời theo dõi tình hình tiêm, đảm bảo tiêm chủng an toàn, hiệu quả nhất. Qua đó, những ngày thực hiện tiêm vaccine luôn trật tự an toàn và tỷ lệ tiêm đạt theo yêu cầu đề ra. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban thành phố về việc là chỉ đạo tiêm mũi 3 cho lứa tuổi từ 12 đến dưới 18, thì phường cũng đã triển khai đến trường, ban giám hiệu nhà trường thông báo cho phụ huynh và các em học sinh đến để tiêm đúng theo quy định. Nói chung thì cái lứa tuổi này thì hiện là đang chuẩn bị là lên cấp 3, rồi có bé thì lên lớp, thì thành ra phải tiêm cho đủ để khi mà vô trường cấp 3 thì lúc đó thì sẽ không tiêm nữa, lúc đó đã tiêm đủ mũi 3 rồi. Đối với thành phố Sóc Trăng có số lượng trẻ trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi đông, các trường trung học cơ sở trên địa bàn được tổ chức điểm tiêm vaccine đồng loạt. Đối với những trẻ trong độ tuổi không đến điểm tiêm sẽ có tổ tiêm vaccine lưu động đến tận nhà tiêm. Đồng thời, để sớm đạt chỉ tiêu tiêm vaccine đợt này, địa phương phát động phong trào thi đua ở các phường. Thi đua về vấn đề tiêm vaccine COVID-19 cho đối tượng từ 12 cho đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố thì bắt đầu phát động từ bữa thứ hai là ngày 25 tháng 7. Thì đến nay thì hôm qua thì đối với thành phố đã tiêm được là 1.500 liều cho trẻ, và hiện nay là tiếp tục đang tiêm, như sáng nay cũng đã tiêm cho tất cả các điểm trường trên thành phố để mà đảm bảo tiến độ. Thì bên đó thì thành phố cũng phát động cái phong trào thi đua vậy, thì để khen khích lệ những cái đơn vị mà làm tốt đó, để mà khen thưởng. Hiện tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 27 tháng 7 cho đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 3 đạt 41,2%. Khi các em hiểu được lợi ích thiết thực của vaccine sẽ chủ động đi tiêm, thì tỷ lệ này sẽ tăng cao hơn trong những ngày tới. Diễn biến dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của biến thể BA.5 của chủng Omicron. Ngành y tế khuyến cáo tiếp tục duy trì các biện pháp phòng bệnh, trong đó đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine các mũi theo khuyến cáo. Qua đây, góp phần quan trọng giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế bệnh trở nặng, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng trước dịch bệnh COVID-19. Hiện vaccine được xem như vũ khí hiệu quả nhất để ngăn ngừa COVID-19, đặc biệt trong bối cảnh Sóc Trăng đã xuất hiện các ca nhiễm do biến thể BA.5. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật tình hình tiêm vaccine trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay, 29 tháng 7. Theo thống kê từ Sở Y tế tỉnh, trong ngày 29 tháng 7, toàn tỉnh đã tiêm tổng số 1.841 liều vaccine cho nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Trong đó, mũi cơ bản, số tiêm trong ngày 0 cộng dồn 847.136 người, đạt 102,4%. Mũi nhắc lại 1, mũi 3, số tiêm trong ngày 548, cộng dồn 551.564 người, đạt 64,5%. Mũi nhắc lại 2, mũi 4, số tiêm trong ngày 1.293, cộng dồn 107.793 người, đạt 19,5%. Đối với kết quả tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi, mũi 1 số tiêm trong ngày 7, cộng dồn
119.404 người, đạt 105,4%. Mũi 2, số tiêm trong ngày 8 cộng dồn 112.336 người, đạt 102,7%. Mũi nhắc mũi 3, số tiêm trong ngày 6.867 cộng dồn 56.149 người, đạt 50,3%. Đối với nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 1 số tiêm trong ngày 683, số cộng dồn 140.918 người, đạt 95,2%. Mũi 2, số tiêm trong ngày 2.750, số cộng dồn 109.417 người, đạt 73,9%.